Xây game mà tí nữa cút. Help. Ôi, Ôi giời, cút thật luôn. ui, nó nằm này. Ê, Cút thật luôn. nó nằm bên cạnh em luôn. Để em xem nào. Đâu? Đâu này, xem đây nào. Em không chỉ biết chỉ kiểu gì luôn ấy, nó ở cái chỗ mà mà nó ở ấy. Trần Đình Dũng, em like mấy giờ nhỉ? Nó khó chỉ lắm. Ừ, đâu đấy, hướng đấy. Nó nằm ghê vậy. Hay có bé. Hay quá. Cả ôi vậy. Ôi. Như cút đi. À, có sợ để tài like chắn quá không nói phải? Như không nói. Ôi vậy. Vậy là like bắp gì với cả nó delay tiếng quá. Mình không nghe được. Để mà bắn đi. Khó chịu thật. Thank you. Chị ơi, số 4 tên gì chị? Số 4 á? Ừ. Số 4 tên số 4 à? Thôi đừng nói thế, đừng có nói thế người ta buồn á. Cứ tận chị đọc này cho chị. Dạ vâng ạ. Thế thôi không treo nữa. Trần Đình Dũng, em với tôi không hề em trả lời bình luận về lưu lửa. Em có trả lời mà. Và khóc giận em bị gì? Tony 1910. Sao đem chị theo quài? Tại vì lag quá chị không bắn được em ạ. À, chị có đồng đội tay to để làm gì Nguyễn đúng không? Tuấn, bà cóc dạo nì bị gì ấy? Bị tại nhưng mà avatar sinh sao bé lại tắt avatar đi. Chị có tắt đâu, chị bị ban avatar mà cái đồng má chạy được kiểu gì luôn ấy. Vãi cả ban avatar. Oh. À, hai người bị đều bị ban đúng không? Chơi với nhau nhiều có bị ban cả hai đúng không? Phải chơi với nhau nhiều bị ban chả liên quan luôn đấy. Tài Nguyễn, lù lù như thế mang miêu tả kinh người Mỹ kinh hồn. Ban avatar. Ủa có chuyện đấy à? Ra đến mấy giờ để em like, để xem đến cuối like á. Thôi cố like. Cố like cho tròn tiếng thì nhờ làm trận nữa tròn tiếng đi nhờ. Giờ tắt like phí quá. Ngày mai em có đi học Phan không? Phan Nguyễn Minh Chí, người đẹp. Mai á, mai thứ chủ nhật mà em đi làm. Đi làm sáng đi làm, là tối sáng. Đi làm. Và ai? Em đi làm sáng với tối, chiều em rảnh. Giờ này còn chơi game nữa. Người ta không ngủ được. Quá là tật luôn. Thôi cố nốt 30 phút nữa, 20 phút nữa vậy. Anh đang xem mà tất lại làm gì nhưng mà nó delay chơi không có được, bị khó chịu ý. Ê, ông vợ ngủ nha bà Phan các Nguyễn Minh ngủ gì cho Thịnh Bí à? Nay chạy bò à? Nay chạy bò. Ai, buồn. Buồn rơi nước mắt. Ai. Ê, Ngọc tay to thế, cay hết. Anh không anh dỗ được em không? Vô cài đặt nút bên phải, cái nút kế nút nhảy của bà, cất cái đó Vân đi An. Á. Vậy thôi bái bài chị nhá. Cái này á, à ừ nhờ. À ừ. Cái này nó là cái gì thế? Chị ơi. Gì? Chị muốn cười không? Cái gì? Từ 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 từ. Nhìn thấy không? Đây còn ao ra nữa. Phan Nguyễn Minh Chí, tưởng nay bình nguyên vô tận, mặt cười tít mắt. Cái này là gì? Cái này là gì? Cái nút đây có phải là nút nghiêng không nhỉ? Phải cái nút nghiêng không? Không, không. Nó có nút nhỏ nhỏ, nó giống như cái phụ ấy. Không biết cái này là như gì? Em tắt cái đấy rồi. Không phải cái đấy. Tắt rồi. Đang chỉnh ấy. Gì? Sang đây làm gì? Bé 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 ơi. Có à. Ai yêu nhau mà gọi yêu nhau không nghe không? Lê Hoàng Thiền, trong thời đại còn có ai yêu nhau mà gọi yêu nhau không nghe không?
Thế thì chia tay đi chị ạ. Bọn ông này chia tay luôn. Không sợ người ta làm gì chứ.